Hello, xin chào bạn. Như bạn đã biết thì iPhone 6S là một sản phẩm đã được trình làng cách đây hơn 3 năm. Và tới tháng 9 năm nay thì sản phẩm này nó sẽ chính thức tròn 4 tuổi. Và tại thời điểm ra mắt thì nó sẽ không có màn hình tràn cạnh này, không có camera kép hay không có bất kỳ một cái thứ hiện đại nào. Và hoàn toàn có thể bị coi là tụt hậu nếu nhìn vào cái thế hệ smartphone trong năm nay. Tuy nhiên, cái gì cũng có lý do của nó. Tại sao iPhone 6S không có cái gì hiện đại nhưng vẫn được yêu thích và chọn mua? Thì ngay dưới đây là câu trả lời, xin mời bạn cùng theo dõi. Đầu tiên đó là iPhone 6S là mẫu flagship, tuy nhiên giá bán của nó đã rất rẻ rồi. Với thời gian ra mắt lâu như vậy nên việc giá bán của nó đã hạ nhiệt siêu mạnh cũng là điều dễ hiểu. Nếu ngày xưa sản phẩm này có mức giá đến gần 20 triệu thì giờ đây chỉ chưa tới 4 triệu đồng. Các bạn đã có thể sở hữu ngay một chiếc máy quốc tế là những sản phẩm cũ đã sử dụng. Bởi máy mới gần như đã không còn tồn tại trên thị trường rồi. Bản thân iPhone 6S là mẫu flagship, là mẫu sản phẩm cao cấp nhưng có mức giá siêu rẻ là yếu tố đầu tiên khiến cho nhiều người cảm thấy thích thú. iPhone là thứ gì đó rất xa xỉ và đến bây giờ người ta vẫn nghĩ như vậy. Chính vậy nên với mức giá bán rẻ như vậy thì đây chính là cơ hội để mọi người ai cũng có thể sở hữu cho mình một sản phẩm cao cấp của Apple. Và lý do thứ hai đó là iPhone 6S khi bạn mua tại điểm này, mặc dù giá rất rẻ rồi nhưng vẫn có thể sử dụng lâu dài trong vài năm nữa. Nói đến việc sử dụng lâu dài thì iPhone hoàn toàn có cửa trên so với Android. Các bạn sẽ gần như không thể tìm được một chiếc Android nào cùng tầm giá có thể sử dụng lâu dài được như chiếc iPhone 6S này. Và để có được sự bền bỉ cũng như là dùng được lâu như vậy thì phải kể đến điểm mạnh của iPhone nói chung hay là iPhone 6S nói riêng. Đầu tiên đó là chất lượng gia công. Mặc dù vẫn còn những vấn đề tồn đọng nhưng càng về sau thì Apple đã biết lắng nghe, tiếp thu và xử lý để mang lại cho người dùng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Khi cầm 6S trên tay, chúng ta có cảm giác sang trọng từ ngoại hình, thoải mái ở trong cách thiết kế và cũng như là sự chắc chắn không ọp ẹp, mỏng manh, dễ vỡ. Tiếp theo đó là những thứ bên trong chiếc máy như là nền tảng iOS 13 ổn định không có virus, được tối ưu kết hợp cùng với con chip, tất cả đều mang nhãn Made by Apple. Và đây là lý do tại sao những sản phẩm của Apple chẳng cần đua cấu hình với đối thủ nhưng hiệu năng thì vẫn luôn ở top đầu. Minh chứng rõ ràng nhất đó là các bạn thấy RAM trên Android đã lên tới con số 12 nhưng iPhone XS Max, mẫu iPhone mới nhất của Apple mới chỉ có 4GB mà thôi. Nói thêm về phần hiệu năng, trên iPhone 6S chúng ta có con chip Apple A964bit cũng đã có tới hơn 3 năm tuổi rồi nhưng đến bây giờ nó vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình ở mức giá dưới 4 triệu đồng. Đó là mang lại cho chúng ta cái trải nghiệm sử dụng mượt mà ổn định, vẫn có thể chiến được tất tần tật những thể loại game nặng nhẹ trên kho ứng dụng. Hiệu năng của nó có giảm đi theo thời gian nhưng bây giờ nó không phải cạnh tranh với những sản phẩm ở phân khúc cao cấp nữa. Và cuối cùng là những thứ khác trên chiếc máy này, chúng ta có thiết kế nhỏ gọn, không quá to, không quá nhỏ, cầm vừa đủ tay và có thể sử dụng thoải mái chỉ bằng một tay. Không có camera kép nhưng chất lượng chụp ảnh vẫn rất chuẩn, rất chân thực, nhiều chi tiết. Những thứ sẽ góp phần mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng ở phân khúc giá rẻ. Nếu bạn nào cần tìm một chiếc smartphone giá rẻ hiện đại thì iPhone 6S không có. Nhưng nếu bạn cần một chiếc điện thoại có thể sử dụng lâu dài, ổn định, sang trọng đẳng cấp thì iPhone 6S là lựa chọn số 1 không thể bỏ qua. Còn các bạn thì sao? Theo các bạn thì chiếc iPhone 6S này ngoài những lý do mình kể trên, còn điều gì khiến cho máy được yêu thích và chọn mua trong thời điểm năm 2019 này hay không? Thì hãy để lại ý kiến của mình ở ngay dưới video này cho mình và mọi người cùng biết. Cũng như tham khảo link sản phẩm mình sẽ để dưới mô tả của video. Những phiên bản màu sắc cũng như là bộ nhớ đều đang sẵn hàng tại riêng của mình. Và cuối cùng đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để cập nhật thông tin công nghệ mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.